đông tây nam bắc. Cảm ơn nhãn hàng son Unica, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng chương trình. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính và giúp chị tự tin, nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và đã một tuần trôi qua rồi thì chúng ta lại gặp nhau ở chương trình Đông Tây Nam Bắc. Không biết là ngày hôm nay mọi người cảm thấy thế nào? À, cũng vậy. Cũng vậy là sao? Mình cũng vui như mọi lần đi. Còn em? Cũng vậy. Cũng được. Ngày hôm nay rất là đặc biệt. Vì Thi không phải là mời chỉ có một người đâu. Và ngày hôm nay Vì Thi đã mời đến hai thành viên của nhóm vừa cho ra mắt một bài hát cực kỳ hot. Wow. Và đây, bài hát có tên là Đớp Thính Chưa Nè. Đó chính là chị Rosie và chị Liz ạ. Xin mời anh chị. Ê, xin chào mọi người. Dạ. Chị có thể giới thiệu mình với tất cả quý vị khán giả. Xin chào mọi người, chúng mình là Libby. Mình là Liz. Mình là Rosie. Yeah. Và ngày hôm nay mong là hai chị sẽ có những giây phút cực kỳ là vui vẻ và hứng thú với tụi em. Yeah. Dạ, mời hai chị về chỗ. Và ngày hôm nay DJ của chúng ta là Kira Kira. Chào mọi người, và hôm nay mình sẽ là DJ của Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề mà thật sự là rất hợp với tất cả mọi người, ngay cả chị nhóm Lippy và nhóm B336. Ngày hôm nay chương trình Đông Tây Nam Bắc chúng ta sẽ nói về chủ đề âm nhạc V-pop và K-pop. Yeah. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với phần một có tên là Nghe Nhân Nói Về. Sẽ có một cái chuông đằng trước và DJ Kira Kira sẽ có bài hát về chủ đề V-pop và K-pop luôn. Khi mà MC hoặc là DJ đếm từ 1 đến 3 hoặc là từ 3 đến 1 thì hai chị phải chạy thật nhanh lên cái chuông đó và giành quyền trả lời. Ok. Thì những người nhiều điểm hơn sẽ về một đội và những người ít điểm hơn sẽ về một đội. Ờ. Yeah. Nhưng mà hôm nay có một điều đặc biệt hơn một chút là tại vì nhạc K-pop á, thì mình nghe thường xuyên rồi cho nên là nó khá là dễ. Nên là em muốn tăng độ khó một chút là chỉ được nghe 2 giây thôi, 2 giây thôi. Wow. Wow. Và vòng chơi xin được phép bắt đầu. Ca khúc đầu tiên. Phải đợi MC đến từ 1 đến 3 hoặc từ 3 đến 1. Đừng nghe phát là biết. Chị bình tĩnh nha. Mọi người sẵn sàng khởi động. 3, 2, 1. Hao ơ. Ơ, ủa. Ơ, điền đây của BTS. Yes. Hey, I will see you. Nobody can get me cả. Cái gì đây? Điền đây. Hey. Ok. Chính xác. Cái khúc tiếp theo. Bài này là bài Love Me của Winner. Yeah, Winner, em cũng tên là Winner. Yeah. Em này đi biển này. Đi biển đâu mọi người ơi? Đi biển mọi người ơi. When you look at me, you can suddenly turn and turn and touch far. Chị nghe hát bên này không? Dạ ok, chính xác. Ê, chính xác rồi, chính xác rồi. Bài này em nghĩ ai cũng biết. Sau này mọi người cứ nhanh nhỉ. Ok, Winner sẵn sàng chưa? Chị có ý kiến. Dạ. Mọi người phải ngồi hết. Ok, ngồi. Chính xác là như vậy.
hai ba. Yes. Không bao giờ tôi bấm được bài của. Bé thấy vậy chọn chỗ này ngồi. Đây là bài Bang 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 của Big Bang. Dạ. Bài tiếp theo. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Người ba. Em đừng cứ nhấp em. Hai một. Bài này là bài Da La. Da La. Của. Của Izzy. Yeah. You look at me. And they tell me. Ba. Na 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 na. Hai ba. Bốn màu là melodrama. Đừng nhìn chị đánh mắt đấy. Giờ đây là bài Love Scenario. Em và chị Amanda của XID. Trời em thật sự là lâu lâu không nhớ luôn á. Đây là bài Boy With Love. Các cái tiếp theo nãy giờ mình K-pop rồi cho nên là mình nên hip hop đúng không? Đổi gió chút. Trả lời đệ tử trong nghe thấy nó nói vương vấn với anh không nên bài gian của không phải cao gót em có thể đếm và đi như gió bê nhé. Hai giây mà cũng dễ vậy thôi. Bài gì nhỉ? Đây là bài để mình nói cho mà nghe. Đây nó thì ca khúc này mà không ai biết rồi thôi. Mọi người nhường em đi, em xin mọi người. Lúc nãy em đã cướp Big Bang của anh rồi. Lúc nãy em đã cướp Big Bang của anh rồi, bây anh lại cướp lại. Cướp lại. Hòa xuống. Cả nhà bình tĩnh. 1, 2, 3. Đó, sao tôi cũng đến. Hai chị em. Bài này là bài Hãy Trao Cho Anh. Hôm nay tới đây bắt đầu nhiều mọi người rồi đấy. Hôm nay số hôm nay nóng quá ta. Bài gì đây? 3, 2, 1. Bài No One của thứ hai và Yay. Ok, ca khúc tiếp theo luôn. Wow. Mọi người ngồi xuống này. Nhường chị bài này đi mọi người. Ba, hai, một. Bài của Sunmi, bài Gashina. Quên. Bài này là bài Đó Hoa Hồng của chị Chiku. Then I'm like, kill this love. Let's kill this love. Yeah. Ok, tôi có tiếp theo. Trời quen quá. Ôi, thế này là lắm luôn á, cả nhà ơi.
3, 2, 1. Đồng nghĩa với hôm qua là cái gì? Đây là bài ngày mai cho chị Taxi. Như vậy là chúng ta đã xong vòng 1 rồi. Chúng ta cùng nhớ tổng kết số điểm. Người đang có đồng số điểm đó chính là Kenji và anh Winner. Người đang giữ vị trí thứ 3 đó chính là chị Liz. Yes. Người đang đứng vị trí thứ 2 đó chính là chị Hana. Và yeah, người có số điểm cao nhất đó chính là 5 điểm đó chị Rosie. Yeah. Yeah. Và bây giờ Rosie tài có lợi ghê hả? Và bây giờ chị Rosie có một đặc quyền, đó chính là sẽ lựa chọn hai thành viên nữa về đội của mình. Chúng ta có 5 ứng cử viên. 1, 2, 3, 4. Và bé đi về loại chị Lisa chứ. Ủa? Hai chị tách nhau ra đi. Đây là chị không được chọn chị Lis. Cấm. Có tất cả nhưng chị gọi là Thiếu Lis. Thực sự là khó chọn nha, bởi vì ai ở đây tất cả bây giờ chọn hết được không? Ok ok. Ủa, mình chung thì ai về đội chung? Thì ai về đội chung? Mình chỉ chơi mình. Chơi ai về đội mình? Thôi bây giờ mỗi người thả thính chị vắt đây là chị chọn. Đúng rồi. Bài của chị là đất thính nhưng bây giờ mọi người thả thính đi xem nào. Bây giờ chị cứ này em không thả chị chọn liền. Kira Kira bé nhất. Kira Kira. Nói câu gì cũng được. Ngại quá. Chị cũng ngại tiếng Việt. Chị có hay được cái nắp chồng không? Chị vậy chị có thấy cái lớp gì trên cái nếp chồng nữa không? Love you. Được, ghi nhận. Kenji, đây cũng là em Út ạ. Ngại nhờ. Nếu mà những người mà chị thích mà xếp theo hàng á thì em xin đầu hàng. Được. Câu này được. Chị coi chị em cho chị. Bí mật đúng. Bí mật. Yeah. Chị cho em 1 điểm. Nếu không là em sẽ không có vị trí thứ 3 đâu. Wow. Nên là trên đời này em chưa bao giờ gặp một ai tốt bụng như chị. Và em yêu chị. Chưa được bất ngờ quá, chưa được nãy được. Rồi, anh Vinh à. Thắng là thân nghĩ từ nãy giờ hay sao? Được rồi chị. Được rồi, sao hả? Thường thì ở nhà ấy, mẹ chị hay gọi bố chị là gì? Gọi bằng... Đúng. Thì kiếm chim cũng đọc đấy. Ông ơi bà ơi. Gãy rồi. Em gãy rồi mọi người ạ. Tôi nét nhập người. Thôi chị chọn mọi người. Chị chọn hai người đúng không? Dạ đúng rồi. Chị ấy chọn một nam một nữ cho nó cân bằng. Yeah. Đúng không? Chứ tội ác dễ thương sao nữa. Mà bây giờ em cho chị 3 giây mà chị không chọn được em sẽ đổi bây chị list nha. Chị nhắm mắt chị chọn đại luôn. Dạ, cho okay. Chị 1, 2, 3. Dạ rồi. Ok. Ok. Ok, mời chị mở mắt ra. Đó chính là anh Winner và Kira Kira. Ok. Yeah. Thôi đúng rồi, anh người đổi chị không chọn. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 có tên là Crazy Challenge. Và trong vòng chơi thứ 2 này chúng ta sẽ có 2 trò chơi. Bây giờ em sẽ đọc trò chơi thứ nhất. Trò chơi thứ nhất có tên là Hát đi chờ chi. Mỗi đội sẽ bốc thăm để nhận từ khóa ngẫu nhiên. Và sau đó, trong vòng 10 giây, phải hát được một bài hát có chứa được từ khóa đó. Hát đúng thì sẽ ghi được 1 điểm. Còn nếu như không hát được hoặc hát sai thì sẽ bị phạt tại chỗ. Kết thúc, đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng. Hai đội nhanh tay bấm chuông để giành quyền trả lời. Ok. Trò chơi xin được phép. Bắt đầu. Một lá thăm. Chị rất đỏ nhé. Ai giành quyền bấm chuông trước rồi đó sẽ được hát nha. 1, 2, 3. Yeah. Kenji. Từ khóa là kết thúc. Kết thúc cuộc tình mình sẽ chấm dứt. Chỉ cần lại mình anh thôi. Với bao nhiêu tháng năm quên theo dần trôi và có lên. Ok, chính xác. Mời chị. Từ khóa của bên này là ý trời. Rồi, 2, 3. Cái đó là ý trời. Con với chị thôi. Chém gió, nhưng lòng chỉ muốn nói với anh rằng để anh thật xinh trai, thì thật là manly. Oh baby, you make me crazy. Từ khóa tiếp theo, xin mời chị ạ. Đừng bốc cái gì khó khó.
ngon ngoèo nè. À, 1, 2, 3. Bạn thông thảo, thông thảo quá, bạn thông thảo ghê á. Anh ơi, lên anh ơi. Từ khóa của tụi em là tạm biệt. Tạm biệt nhé. Ba. Chào tạm biệt bạn tôi, mà nguyện nhớ mãi mà không phải vơ. Khi trong tim những nụ cười, từng khuôn mặt quá thân thương. Cùng hai một cái mới hai mình lại chung bước với nhau này này. Thân ai đi suốt cuộc đời. Đôi khi bài của mình cũng không nhớ lời đâu. Ba, cô đơn. Ok, hai, ba. Cô đơn trong đêm thật dài, từng nghe niềm tin đã sai. Da 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 da. Tình về nơi đâu? Tình về nơi đâu? Tình về nơi đâu? Nó là cái lời là bâng khuâng trong bâng bâng bâng. Trời ơi, trời ơi. Rồi sai. Xin lỗi. Yes. Bà này thế. Yes. Tên tuổi lắm luôn. Yes. Cô đơn, cô đơn. Xong kiểu mình em xin lỗi. Thực hiện trả lời nhanh 7 câu hỏi MC đưa ra nhưng đáp án không được liên quan tới câu hỏi. Đáp án câu xong được chủ đề về câu chuyện. Ok, dễ mà. Cả đội sẵn sàng chưa? Ok. Từng người trả lời một nha. Ok. Tên học của chị là gì? Tôi có một con mèo. Gửi một lời đến fan của chị. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Chắc là cũng tầm sâu lấy lòng. Toàn rồi. Lại đây nha. Tin tưởng chị. Ok. Chị thường gọi nhóm Happy là gì? A-ha. Cả hai cũng là gọi nha. Cái chị thường có tên gì nhất? Ok. Chị muốn làm gì với nhóm Happy nhất? Đi chợ. Fail rồi. Khi được cầu hôn em sẽ nói gì? Mua nhà. Mua nhà. Mua nhà. Chị có thích Happy không? Ủa chị Liz. Hay. Trò này công nhận lịu thật á. Bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa tiếp theo. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian rồi không? Bài tên này sẽ là tâm trí. Tâm trí. Đừng nhìn anh với khuôn mặt xa lạ xinh. Đừng lang thang trong tâm trí anh từng đêm nữa. Quên đi, quên đi, quên đi. Rồi, xin mời đội Kenchi trả lời. Yêu đương. Ô, yêu đương dễ. Có yêu đương thế. Yêu đương có, nhưng mà thôi kệ. Làm sao đừng để chị móc nhá. Làm sao đừng để chị móc nhá. Mọi người, chị thấy không ổn rồi. Tôi lại hình phạt nào hả? Hớt con đi. Lấy bút lông chấm 3 lớp chuối lên mặt. Chết rồi. Bang rồi. Tức ghê á. Thôi, chị thương em cho nên chị cho một nốt thôi nè. Rồi. Bây giờ mọi người chọn chỗ đi, chị chỉ cần đưa bút chấm lên. Chọn cái nào? Chấm cái gì? Vị trí cách môi khoảng tầm một thứ. Đây. Chứ là làm chứ gì đâu. Tí nữa chúng ta sẽ có một cái kiểu cuộc khảo sát đây. Cái khác nào? Đưa cảm em ơi. Một. Từ khóa tiếp theo. Cố lên chị. Thôi đừng bóc nút ruồi nha em. Không có bài nào nút ruồi đó. Hết giờ thảo luận. Mời hai ứng cử viên ngồi xuống. Từ đến 1, 2, 3 rồi bấm luôn á, tức ghê á. Thôi kệ em bấm nha. Từ khóa là nghỉ ngơi. Khó thế. Nghỉ cần trên mình muốn đi chơi. Trong sự sẽ phải nghỉ ngơi. Ok, mình là xa. Xin mời đợi bên đây. Bên này sẽ là âm thầm. Trời ơi. Dễ lắm. Đúng rồi. Yêu em âm thầm bên em. Yeah. Tiếp theo. Em nói gì vậy? Em đang phủ nhận. Mời hai đội lên bấm. 1, 2, 3. Chết rồi, bữa nay không có bài nè. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Đây là từ khóa là được không? Yêu được không? Yêu được không? Bà yêu được không? Được không? Rồi, xin mời bên đây. Bơ vơ. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Chị bóc đi. Không sao, cái này mình chơi cho vui mà. Em xin mình cái bài. Mình thắng nhiều quá, mình phải chơi cho vui. Thôi mọi người bóc đi, chị sợ. Anh bóc đi. Chị sợ lắm. Nào. Tí nữa có hình phạt gì người duy nhất bóc. Ủa sao cái này dài á?
Dùng son Eureka tô lên môi, sau đó banh miệng to hết cỡ và dán môi vào tấm giấy kính sao cho chiều dài giữa môi trên và môi dưới vượt qua được móc MC đưa ra. Móc của MC đưa ra sẽ là 7cm. Dạ đây, đây chính là cái son Eureka. Mời mọi người tô son, sau đó ịn lên cái miếng này. Mình son lỗi. Màu gì vậy chị? Màu gì vậy chị? Cái gì vậy? Màu cái phía to. Lên, đúng không cái này này? Dạ. Trời ơi. Mình nghe một tròn luôn. Chị thấy sao? Nghe được. Tất nhiên là cái đàn đấy. Mẹ nè, anh chị giấy cho mọi người. Ê, như kiểu thi xe mai to hơn đấy. Ui, rồi tôi rất đậm nha. Lên lên. Ôi, một đỏ. Ôi, ôi, ôi. Ôi, anh vậy trời. Cũng nhỏ, cũng được, cũng được. Như vậy là cả ba thành viên của đội Xe Nước Biển đã hoàn thành xong thử thách của mình. Dạ. Như vậy là chúng ta đã kết thúc trò chơi thứ nhất ở vòng 2. Tỷ số hiện tại đang thuộc về đội màu Xanh Nước Biển. Không ta, chúng ta có thể gỡ lại ở trò chơi thứ hai có tên là Lấy Gì Hát Đấy. Em sẽ có đạo cụ ở phía trước, có thể là gương soi nè, chiếc giày, váy, ba lô, bút chì, bút thước, nói chung là tất tần tật chù choa cũng có thể thấy hết. Khó thế. Và nhiệm vụ là hai đội nhanh tay bấm chuông để giành quyền trả lời. Tuy nhiên, để lấy được đồ vật thì phải hát được cái bài hát có chứa tên đồ vật đó. Trong vòng 5 phút, đội nào lấy được nhiều hơn đội đó sẽ thắng. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Mọi người đã quan sát một lần đồ vật trên đó chưa? Được rồi. Và 1 để tay xuống nè. 1 2 3. 1 2 3. Đâu gì đâu. Không đâu. Ai gì chứ. Xin mời bài hát. Đóa hoa hồng xinh tươi biết tha. Anh ngây dại lại đưa tiếng ca. Vui dây đã trên đất. Yeah. Dùng đi. Dùng. Rồi, ok. Để tay xuống nè. 1 2 3. Hai ba đợi gì hôm nay đưa chiếc áo đã là chiếc áo mà cầu mong chỉ có khi mưa vừa xa anh tìm thấy. Ok, xin mời hai đứa hỗn vào vị trí. Bỏ tay ra xin. Để hai tay xuống. Bỏ tay xuống. MC em có quyền. Không. Không. 1 2 3. Wow. Không. Trời ơi, thú thải của mọi người thôi, em không biết bài gì đâu. Xin mời bài hát. Gương thần trên da cao. Cung bằng nước thế da. Đó. Hãy dừng lấy, hãy dừng lấy. Bài gương thần. Xin mời thành viên tiếp theo. Nhanh đây, nhưng mà trượt, nhưng mà trượt. Trượt. Đúng bài tóc giả nha. Nghe như lời ca một chiều anh nghe tóc hát. Một chiều anh nghe tóc hát. Trời ơi, chơi không giúp chơi luôn. Thôi sợ đau. 1 2 3. Cà phê cũng được. Cà phê đi. Nhưng mà thuộc không ta? Thuộc. 2 3. Không. Cho em đến đá không được. Thôi bài đó mới đi. Gặp ai. Gặp thấy nhiều bài. Vì em đã gặp ai. Anh xin là ai và anh xin là đường để xin. Dạ ok, let. Đúng bây giờ. 1 2 3. 1 2 3. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mình yêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Ok, ok. Ai cũng vậy chưa? Ờ. 1 2 3. 1 2 3. Ok. Ở trên kia bầu trời, nơi đây chợt đêm lạnh dần. Và em chìm sâu, chìm sâu, chìm sâu nơi giấc mơ. Chìm sâu. Giữa miên man giờ thầm, nơi giữa chiếc khăn ngọc ngàn. Em trai mình giấc ngủ ngon. Nghe hơi xa. Cho em đêm lung linh.
bạn chỉ cần gió âm. Đọc thật nguyên một bài để tìm ra cái phần của mình. Tiếp theo. 1, 2, 3. Rất ghê. Cái váy hay cái bộ, cái váy hay cái quạt cũng, cái quạt cũng được. À, cái váy em chọn đi. Để là sẽ cho đội kia cùng đường á. Ok. Cái váy hai. 2, 3. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp. Hay rồi. La đi da. Trên em đôi giày món có anh đã tặng. Bù la bù la. Đây em cầm một bó hoa cúc cầu. Và giống một đám chica chica. Lời hát xưa xưa anh thích. Yeah. Thế là bên em. Rồi nhưng mà chưa. 1, 2, 3. Sắp lì xì. Lì xì. Cái gì cũng được không? Cái okay. Lì xì thì biết. Ok, anh thách luôn. Ok, không? Ok. Tết sắp đến rồi. Tết rất vui. Tết sắp đến rồi. Tết rồi mà. Vui rất vui. Để mà cao quá anh. Ai có mùi lùng ghê. Mùi lùng em ra luôn. Em không có lùng bà. Ủa là mình có lì xì đâu em? Nó cứ đòi. 4, 3. Anh nhớ là bài này. 2, 1. Nhường. Năm nay em đã lớn, em vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp bé cha, thích kêu lì xì. Anh buồn em quá kìa. Tốt rồi, tiếp theo. 1, 2, 3. Như kiểu đội này cứ auto là chị kia được. 1, 2, 3. Buồn quá. Bà lâu trên ba, bà trên tư liên hai, bà lâu trên ba, bà trên tư liên hai, bà trên ba, trên nhìn tư liên lớn. Mẹ là tôi đi. Mẹ là tôi đi. Mẹ là tôi đi. Mẹ là Này cái mascara này. Dạ rồi đi. Xin mời bài hát. 10. Em mới mua cái mascara. Cũng có cái bài này. Có mà. Không có đạo bên này. Em hát đi. Thôi bà. Em mới mua cái mascara. Mascara của hiệu gì đây? Super Max Pretty. Xin mời em về lại vị trí. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cả hai người đã chuẩn bị xong sang chưa? Xin đứng vào lại. 1, 2, 3. Yeah. Wow, it's amazing. Bút đi chị, đúng rồi em nghĩ bút đó. Bút hả? 2, 3. Bút chỉ mang cho em những niềm vui. 12 cây bút xinh xinh rồi thật là xinh. Xanh lá cây vàng, xanh nhờ mơ viêm. Em với hoa hồng gì đó. Ok, chính xác. Tiếp theo. Bây giờ bạn nhường mình đi, tại vì bạn không biết cái nào như này hết. Biết rồi, biết mà, ủa gì vậy? Cố gắng, cố gắng. Wow, đây đúng không? 2, 3. Từ từ. Hai câu vậy thôi cũng được hả? Không, tại vì em chỉ nhớ nó trong cái bài đó thôi. Trời ơi, căng gì bài vậy? Vì em giống mẹ anh. Nếm đi. Cái gì? Đừng. À. Em nhớ rồi, đưa ra. Mười. Vì em giống mẹ anh. Em hát thế nào? Không. Các em hát thế nào? Tương mất có như thế. Anh ăn bánh mì. Là phải cứ ăn bánh. Có những lúc ta hay giận hờn và rồi anh bước đi. Và cứ mất tôi như thế anh lại phải đi ăn bánh mì. Lại phải cứ ăn bánh mì. Và ăn cho đến khi nuốt hết ấm mức trong lòng. Kenchi, em có thấy có lỗi với mình không? Bài đó em không hát cho nên em không biết có gì có lỗi hết á. Rồi. Mới lại. Yeah. Sao vậy ta? Sao nha. Ừ. Đúng rồi. Hân em vừa trắng lại vừa tròn. Mày nói đã chín. Tấm lòng son nghĩa nó khác, không phải là cái son. Nghĩa mà nó có giữa son. À ok, còn cần cái cơ chứ ra được. Ok. Hân em vừa trắng lại vừa cao hơn nữa. Mày nói đã chín với thằng bờ đôi cây quạt co. Shake it out, yo. Ba bò là bò chim châu. Yo, yo. Yeah. Ok, chính xác.
bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết số điểm. Xin mời đội màu xanh nước biển. 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 Trời ơi, 7 8. Vậy là số điểm hiện tại đang hòa. Và bây giờ mình sẽ tổng kết lại vòng 2. Hiện tại số điểm đang thuộc về đội màu xanh lá biển. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 3, có tên là sàn đấu tài năng. Ở vòng chơi này thể lệ như sau: trên một đoạn nhạc có sẵn có thể tùy ý sáng tạo vũ đạo phù hợp. Sau đó về MC sẽ đưa ra các mệnh lệnh và nhiệm vụ, các bạn phải vừa biến tấu vừa nhảy và phải thể hiện được những yêu cầu đó. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Trò chơi xin được phép bắt đầu. Chị Rosie ngày hôm nay đã đến đây và tham gia chương trình Đông Tây Nam Bắc cùng với nhóm V36 ạ. Yeah. Không biết là hai chị có thể nêu một xíu cảm nhận của mình khi mà đến tham gia chương trình. Thật ra là bọn chị cũng sao nhở, cũng hơi gọi là gì, hơi lớn một chút, hơi quá tuổi một chút. Chỉ có mỗi chị thôi, chỉ có mỗi chị thôi. Khi tham gia cùng bọn em, chị cảm thấy là kiểu được hồi xuân vậy. Vui cả mọi người. Yeah. Vui quá. Yeah. Vui quá. Rất là hạnh phúc mọi người. Dạ. Yeah. Và để có thể gọi là có một chút xíu gì đó động lại trong lòng các chị thì ở đây thì em có một món quà dành tặng cho hai chị. Dạ. Chị có thể lấy ra để xem. Thật ra là nãy chứ mấy chị thấy rồi. Là son. Wow. Đây chị có một hộp luôn. Trời, dễ thương quá. Đây là hai cây son Unica với chất son lì không chì và có thể lên mẫu rất là tự nhiên, tươi tắn, một tung cái tính tính của hai chị luôn. Và cuối cùng là cảm ơn hai chị đã đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc rất nhiều ạ. Tới đây thì chương trình Đông Tây Nam Bắc cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau.